chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương một chúng ta lạc thành cùng phong thành nhưng không giống nhau. Trước khi chúng ta vừa đến thời điểm, giống như cũng thực mê mang, ít nhất có tiểu dị cho chúng ta đào sơn động còn có ăn không hết đồ vật bọn họ có lẽ hiện tại so với chúng ta lúc ấy càng lo lắng ngày mai đi rốt cuộc ngoài thành chúng ta đều chiếm lĩnh còn không được tùy tiện lại tiếp tục khai hoang nếu là người nhiều nói chúng ta nhưng thật ra có thể vẽ ra một miếng đất làm cho bọn họ chính mình đi khai khẩn cái này nhưng thật ra có thể đến lúc đó quản lý lên liền như quan phủ như vậy chỉ là nên có quy cũ vẫn là đến có khai hoang tiền tam năm không cần nộp thuế ba năm sau nhiều ít cũng nên ý tứ một chút nộp lên một chút rốt cuộc về sau bọn họ ở tại ngoại thành nói chúng ta còn phải bảo hộ bọn họ an nguy ngu lạc gật gật đầu chúng ta giúp bọn hắn gánh vác đại bộ phận nguy hiểm đây cũng là hẳn là nếu là bọn họ muốn loại cây công nghiệp cũng có thể kéo một chút rốt cuộc về sau bọn họ nếu là giàu có chúng ta lạc thành tiêu phí cũng sẽ lên hơn nữa còn kéo lạc thành kinh tế. Bất quá hiện tại ngẫm lại, phản phất giống như nằm mơ, không nghĩ tới này lạc thành, nhanh như vậy liền chân chính bắt đầu nó tồn tại ý nghĩa. Chính là không nghĩ tới ông Nguyệt Vương Triều cư nhiên hồng úng, còn có nạn dân đi tới nơi này, chỉ là xem bọn họ như vậy, cũng không biết giao không giao đến khởi khách điếm phòng phí. Nhà đầu ngốc, chúng ta vất vả lớn như vậy nửa năm, còn không phải là vì hôm nay sao? ta đã làm lưu sáng đi khách điếm ngoại chờ bọn họ, nếu là bọn họ chi trả không dậy nổi kia khách điếm phòng phí, liền đi thuê nhà trụ. Nhưng nếu là bọn họ liền thuê nhà tiền thuê nhà đều không cho được đâu. Bất quá ta như vậy hỏi, cũng không phải là bởi vì đồng tình bọn họ liền phải mềm lòng đương thánh mẫu, ta biết thăng mễ ân đấu gạo thù đạo lý, nhưng cha ngươi tưởng hảo ứng đối chi sách sao? Nhìn chính mình nữ nhi như thế bộ dáng, Ngu Hào Kiệt chứa đầy thâm ý cười cười, xem ra, ngươi là tính toán hoàn toàn phủi tay, đêm này lạc thành quản lý sự tình, giao cho cha ngươi ta. Tự nhiên, ngươi về sau chính là thành chủ, theo ta cha kia tài cao bác đẩu năng lực, quản lý một tòa thành mà thôi, tự nhiên là hạ bút thành văn nhẹ nhàng sự, ta về sau đương cái thành chủ phủ tiểu thư, nhẹ nhàng tự tại thường thường còn có thể đi mặt khác mấy quốc đi dạo, có gì không tốt biết được đêm nay có một số lớn người muốn vào thành, sớm đã kìm nén không được dịp dai mi, mang theo ngu hương hương liền vội vội vàng vàng đem nàng y quán đại môn mở ra. Giang hồ nhân sĩ thẳng đến khách điếm mà đi, vừa hỏi phòng phí so với kia phong thành tiện nghi không biết nhiều ít lần, lập tức khách điếm mấy chục gian nhà ở, trực tiếp bị đị định đi ra ngoài hơn phân nữa. Tủ lầu hôm nay không chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn, đơn giản củ cải rau xanh cùng thịt nhưng thật ra có nhưng nghĩ những người này đại khái trên người không có gì bạc. Ngu lạc sớm nhường cho tiểu lầu trước chân mấy lồng hấp bánh bao cùng màn thầu, ngao thượng cháo trắng chờ. Vừa thấy có nóng hầm hập bánh bao cháo trắng, bọn nhỏ thèm đến đến không được. Đứng ở lồng hấp trước mặt tiểu nhị, vui tươi hớn hở tiếp đón đi ngang qua bá tánh, trao hàng lên. Bánh bao màn thầu gạo trắng cháo cháo ngũ cốc, các ngươi muốn ăn sao? Muốn ăn nói, khách quan nhóm bên trong thỉnh. Tiểu nhị thét to thanh tràn ngập dụ hoặc, những cái đó sẽ khinh công giang hồ nhân sĩ còn tốt một chút, tiến vào hoang dã nơi thời gian cũng không trường, cũng không ăn nhiều ít đau khổ, nhưng những cái đó lưu đầy, thậm chí có chút đã tại đây hoang dã nơi không có chỗ ở cố định hảo chút năm, từ bọn họ trên người tù phục trách nát trình độ. Còn có kia thật dài chồng râu đó là có thể nhìn ra được tới. Mà những cái đó chạy nạn ra tới dân chạy nạn Cơ duyên xảo hợp xuống dưới đến nơi đây, tự nhiên cũng là chịu khổ bị tội không ít. Khi bọn hắn nghe thế sao nhiệt tình thét to thanh, từng đôi đôi mắt đều sôi nổi nhịn không được, hướng tới lòng hấp nhìn lại. Trên người có bạc, đã sớm kìm nén không được, muốn ăn một ngụm nóng hổi đồ ăn, vội vàng móc ra tiền đồng, liền tới tới rồi tiểu nhị trước mặt. Bánh bao, bánh bao nhiều ít tiền đồng một cái. Ta, ta yếu tố đồ ăn liền hảo nhìn trong tay nhéo mấy cái tiền đồng nam nhân trên người kia rách tung tóe bộ dáng đang chuẩn bị trước mua mấy cái bánh bao thịt lót lót bụng giang hồ người trong khoảnh khắc nhịn không được cười lạnh ra tiếng hoang dã nơi đồ vật đó là có tiếng quý ở chỗ này ngươi dùng tiền đồng bán đồ vật ngươi thật đúng là có ý tứ liền ngươi trên tay kia tiền đồng là ông nguyệt vương triều đâu vẫn là tây mạc quốc hoặc là nói là bắc quốc cùng đông phong ha 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 khi nói chuyện, người trong giang hồ đã đem chính mình một thỏi hai lượng bạc vụn, trực tiếp đặt ở bàn thượng, hướng tới tiểu nhị chính là nhướng mày, nhiều ít bạc một cái. Ngươi xem ta này hai lượng bạc, có thể mua mấy cái liền cho ta trang mấy cái. Tiểu nhị thấy thế, một tay đem hai lượng bạc cấp thu được bên cạnh tiền trác trung, lấy ra một cái giấy dầu N lập tức ở lòng hấp nhặt lên, bánh bao thịt 10 văn tiền một cái, chỉ là khách quan ngươi xác định muốn hai lượng bạc. Khi nhưng đến hai trăm cái, ngươi ăn cho hết sao? Cái gì? Mới mười văn tiền một cái. Như thế nào như vậy tiện nghi? Ta đi qua phong thành, nơi đó bánh bao thịt đến nhị đồng bạc một cái. Ngươi, các ngươi lạc thành như thế nào như vậy tiện nghi? Tiểu nhị buông trong tay Việt, hướng về phía kia giang hồ nhân sĩ chính là hòa ái cười. Chúng ta thành chủ nói, có thể đi vào hoang dã nơi người, kia đều là không dễ dàng nếu không phải hoang dã nơi vật tư thiếu thốn vẫn tiến vào thập phần cố sức chúng ta thành chủ hận không thể cùng bên ngoài giá hàng giống nhau bán cho các ngươi mặt khác chúng ta này lạc thành nhưng cùng phong thành không giống nhau chúng ta mặc kệ các ngươi là đông phong tới vẫn là tây mạc hoặc là bắc quốc vẫn là ôm nguyệt vương triều tới chỉ cần là tiền đồng chúng ta đều thu cho nên đại gia cũng đừng lo lắng các ngươi khẳng định mua nổi tiểu nhị dứt lời những cái đó thấp thỏm bất an mọi người nghe lập tức lộ ra một mặt như trút được gánh nặng tươi cười tới vốn dĩ vừa mới kia giang hồ nhân sĩ nói xác thật đem bọn họ dọa mông bọn họ nơi này có chút nhân thân thượng có bạc nhưng cũng không nhiều lắm nếu là đều dựa theo người nọ nói giá hàng như vậy kia bọn họ trên người về điểm này bạc đừng nói ở chỗ này đặt chân đại khái là hai ngày đều sinh hoạt không đi xuống Đến nỗi những cái đó không xu dính túi người tới nói, mặc kệ như thế nào tiện nghi, đối bọn họ tới nói mấy thứ này, đều là bọn họ ăn không nổi, bọn họ tiến vào, cũng đơn giản là tưởng ở kẻ có tiền địa phương, tìm một cái đường sống mà thôi. Ai ngờ bọn họ tiến vào mới phát hiện, này thành là một tòa tân thành không nói, còn không có người nào, có người cũng chỉ là này trong thành tuần tra binh lính, còn có bọn họ này đó cùng nhau tiến vào. Khách quan, ngươi muốn nhiều ít cái. Tiểu nhị dứt lời, mặc kệ vây quanh hắn những người đó mồm năm miệng mười, tầm mắt lại một lần dừng ở kia giang hồ nhân sĩ trên người, nhướng mày hỏi. Giang hồ nhân sĩ khóe miệng run lên, a, à, các ngươi như vậy, kia còn như thế nào kiếm bạc nuôi sống một cái thành. Thôi, các ngươi thành chủ hào phóng, vậy đem ta kia hai lượng bạc toàn đổi thành bánh bao thịt đi, ta đợi chút tới lấy, hiện tại ta trước lấy năm cái ăn lại nói khi cảm tình hảo, khách qua ngươi trước cầm. Tiểu nhị dứt lời, liền ở giấy dầu túi cấp kia giang hồ nhân sĩ trang năm cái bánh bao thịt, theo sau lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Tấu chương xong. Chương 302 trụ hạ. Một vòng bận việc xuống dưới, không ít người trong tay không phải bánh bao thịt tử chính là thức ăn chay bánh bao hoặc là bạch diện màng thầu ăn thượng, lại thiếu chút nữa, một văn tiền cháo cũng uống thượng, nhưng như cũ là có không ít người, không ngừng nuốt nước miếng, đứng xa xa nhìn những cái đó ở ăn cái gì người, trong mắt đều là hâm mộ. Có chút hài tử thèm đến đã sớm oa oa khóc lớn, đại nhân căn bản ấn đều ấn không được, có chút hài tử tránh thoát trước đại nhân trói buộc liền nhằm phía tiệm bánh bao, mắt trông mong nhìn những cái đó lồng hấp mạo nhiệt khí bánh bao, trực tiếp duỗi tay liền muốn lấy. Ta mới vừa không phải cho hai lượng bạc sao? nơi này còn có một trăm nhiều người cũng chưa đến ăn cho bọn hắn đều đổi thành màn thầu đừng làm cho mọi người chịu khổ bị tội thật vất vả vào thành còn phải đói bụng bất quá lời nói lại nói trở về nhà các ngươi này bánh bao thịt tử còn đừng nói hương vị thật không sai đây là ta hành tẩu giang hồ tới nay ăn ăn ngon nhất một loại bánh bao thật vậy chăng cảm ơn khách quan khích lệ khách quan thật đúng là đại thiện nhân đâu ngày mai khách quan lại đến, còn sẽ tân tăng thêm vài loại khẩu vị bánh bao, ta đây liền cấp mọi người đổi thành màng thầu, chia đại gia, như vậy đại gia cũng có thể ăn nhiều mấy cái màng thầu. Nam nhân lại là một ngụm cắn ở bánh bao thịt tử thượng, hàm hồ gật gật đầu, hướng đường phố phía trước mà đi, sau lưng lưu lại một đống hướng tới hắn cảm kích bá tánh. Này hành tẩu giang hồ người, cũng là thiện tâm, bổn còn nghĩ nơi này người nếu là mua không nổi, hôm nay liền trước tiếp tế bọn họ một chút bất quá xem ra có người giúp chúng ta làm việc thiện chúng ta cũng không cần đánh vỡ cái này quy củ cũng là bằng không hôm nay có đến đưa về sau ngày ngày bọn họ đều chờ đợi như vậy cũng hảo cha chúng ta đi khách điếm bên kia nhìn xem đi cha con hai người đi vào khách điếm lầu hai đã có không ít nhà ở điểm giữa nổi lên đèn bóng đêm bị mỏng manh ánh đèn chiếu sáng lên Lạc Thành lại có không giống nhau cảnh đêm. Khách điếm ngoại, một ít quần áo rách nát người, đứng ở cửa vẽ mặt khuôn mặt u sầu. Các ngươi không bạc trụ khách điếm sao? Ngu Hào Kiệt đi lên, liền trực tiếp dò hỏi, tuy rằng biết rõ chính mình đây là thủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Đúng vậy, này khách điếm nghe nói giường chung một người cả đêm cũng đến 20 văn, ta, chúng ta trên người nơi nào có như vậy nhiều bạc sớm biết rằng liền không vào thành, ít nhất ở ngoài thành còn có cỏ dại nhưng kéo, dùng để sưởi ấm. này vào thành sau a, chỗ nào đều đến hoa bạc. chúng ta đang định lập tức ra khỏi thành đâu. một cái thượng tuổi lão nhân trên người còn ăn mặc rách nát áo tù, hắn phía sau còn đi theo hai cái tuổi trẻ nam tử, hai cái mười mấy tuổi hài tử, cùng bọn họ giống nhau, lấy gia đình vì đơn vị ăn mặc áo tù người còn có không ít bọn họ tự hồ cũng cùng lão nhân giống nhau, đều là tính toán lại ra khỏi thành đi. Đại gia, ta là này lạc thành thành chủ, ta xem các ngươi đi đến nơi này cũng là không dễ dàng, nếu là đi ra ngoài, cũng chỉ có màn trời chiếu đất, thậm chí liền ăn đều mua không được, tuy rằng các ngươi có thể đi săn, nhưng ngoại thành cơ hồ là không có gì giả thú, như vậy đi, chúng ta lạc thành có rất nhiều nhà dân. Ta có thể cho thuê cho các ngươi, về sau ngươi hài tử, có thể ở Lạc Thành tìm cái việc làm, này không phải có thể giải quyết sinh hoạt vấn đề sao? Thật sự, ngươi thật là thành chủ. Ngươi, ngươi thật sự có phòng cho thuê cho chúng ta, ta, chúng ta còn có thể tìm được việc làm. Ngu hào kiệt mỉm cười gật gật đầu, ở một đám người tràn đầy kinh hỉ trên mặt, nhất nhất đảo qua, tầm mắt lại lần nữa về tới kia cụ ông trên mặt. Tự nhiên, này nhà dân có sân cũng có phòng đơn một gian nhà ở giá cả cũng không tính quá quý ta làm người mang các ngươi đi xem đi rốt cuộc này hoang dã nơi lại quá hai tháng nên tuyết rơi tại đây phía trước các ngươi tiếp tục lưu lạc đi xuống chẳng những nguy hiểm cái này mùa đông cũng không nhất định ngao đến qua đi là 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 thành chủ ngươi thật đúng là người tốt a à. chúng ta cả nhà mấy chục khẩu người bị lưu đầy, hiện tại cũng chỉ dư lại chúng ta gia tôn năm người chúng ta trên người còn có hai lượng bạc, chính là không biết hay không đủ thuê các ngươi nhà ở. Tại đây phía trước, nghe những người đó nói, này hoang dã trong thành, giá hàng quý thật sự đâu. Đủ đủ đủ, phòng đơn nhà ở một tháng cũng liền 200 văn, dư lại bạc các ngươi còn có thể mua điểm lương thực, chờ các ngươi gia người trẻ tuổi tìm được việc sau, cuộc sống này liền không lo, mặc dù là lưu đầy, này cũng có thể tại đây sống sót, Ngu hào kiệt nhìn lão nhân già nua trên mặt, một trận lão lệ tung hoành liên tục trấn an. Biết được này trong thành cho thuê nhà ở như vậy tiện nghi, những cái đó trụ không dậy nổi khách điếm, trên người lại có mấy cái tiền bạc người, sôi nổi đều thấy được hy vọng. Mà chờ này đang muốn thuê nhà người rời đi sau, dư lại đó chính là không xu dính túi người. Bọn họ đừng nói thuê nhà ở, liền tính là ăn no đều thành vấn đề. Ngươi, Ngươi thật là thành chủ sao? Có cái tuổi trẻ nam tử, tráng lá gan hướng tới Ngô Hào Kiệt đi tới, thanh âm nhược nhược hỏi. Nam tử trên người đơn bạc quần áo, bị hắn gắt cao bọc thân thể, ban đêm gió lạnh đông lạnh đến hắn thân thể thẳng trung. Là, các ngươi không đi thuê nhà sao? Ngu Hào Kiệt kỳ thật đã đoán được những người này vì sao còn tại đây khách điếm ngoại lưu lại, chỉ là hắn cố ý không vừa lên tới liền làm tốt chuyện này, cũng là không nghĩ đương lạng người tốt. Ta, chúng ta không có bạc, thành chủ ngươi xem có thể hay không làm chúng ta trước trụ hạ, tiểu, tiểu nhân xem các ngươi này thành mới tin mới tin, chúng ta trụ hạ sau liền tìm việc làm, chờ lãnh tiền tiêu vặt, về sau liền đem tiền thuê nhà cấp thành chủ các ngươi bổ thượng. Ngươi này bàn tính nhưng thật ra đáng đánh, chỉ là chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ còn. Ngu lạc thanh âm lạnh lùng mở miệng, đang ở rung rung nam tử nghe thế dễ nghe thanh âm nhìn không được hướng tới ngu lạc nhìn lại liền nhìn đến một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ vừa thấy là cái nữ tử vẫn là đứng ở thành chủ bên người nam tử sợ tới mức lập tức liền rũ xuống đầu không dám nhìn thẳng ngu lạc khuôn mặt nhỏ tiểu nhân tiểu nhân có thể viết giấy nợ hoặc hoặc là giúp thành chủ làm việc nhi tới để tiền thuê nhà tiểu nhân chỉ nghĩ cùng mọi người trong nhà có cái nơi nương náu Mỗi ngày có một đống ăn là được. Một đống ăn, ở đại hàng thiên lý, ngươi xác định thật sự đủ. Nhìn này nam tử phản ứng, ngu lạc nhưng thật ra tuyệt đến là cái thú vị, nàng nhịn không được trêu ghẹo đến. Đủ, đủ rồi, chúng ta tới này đó thời gian, có đôi khi đánh không đến con mồi thời điểm, hai ba thiên không ăn cũng là bình thường sự tình, chúng ta một ngày ăn một đống là đủ rồi. Cha, như thế nói kia bọn họ còn không được bị đói đến không có sức lực làm việc nhi tính vẫn là trước tiên dự chi bọn họ một ít lương thực chờ bọn họ đã phát tiền tiêu vặt từ bọn họ tiền tiêu vặt trung khấu đi a à, tiểu tiểu thư ngươi ngươi đây là đồng ý nhìn nam tử cùng hắn phía sau những cái đó vẻ mặt chờ mong trung mọi người trong nhà ngu hào kiệt gật gật đầu đi thôi ta tự mình mang các ngươi qua đi nhưng các ngươi cần phải nhớ kỹ bắt được tiền tiêu vặt sau nhưng bất đắc dĩ các loại lý do khất nợ bổn thành chủ tiền thuê nhà. Đa tạ thành chủ. Đa tạ tiểu thư. Chúng ta sẽ không, nhất định sẽ không. Nam tử thấy thế, đã sớm kích động hai đầu gối quỳ gối cha con hai người trước mặt, liên tục đối với hai người chính là dập đầu bảo đảm đến. Tấu chương xong. Chương 303 khai cái trương sau, cư nhiên không sinh ý. Từ bàn hoàng, lại đến từ trên trời giáng xuống kinh hỷ lại đến trước mắt từng hàng n ngắn trật tự nhà ở nhà ở tường trắng ngói đen ở trong bóng đêm cây đuốc quang mang hạ là những người này sống sót hy vọng thành chủ thành chủ này đó phòng ở thật sự thật là tính toán thuê cho chúng ta mỗi gian phòng ở trên nóc nhà đều còn có ống khói liền giản dị bếp lò đều đã đánh hảo đi vào đệ nhất gian nhà ở nhưng làm nhà bếp cùng nhà chính đệ nhất gian nhà ở mặt sau đó là có thể dùng làm ngủ địa phương. Bên trong nhà ở, còn trước đó liền đánh hảo giường đất, vừa đến mùa đông, khổ hàng hoang dã nơi, liền không hề là những người này ác mộng. Mặc dù những người này đến bây giờ, đều còn không biết giường đất là vật gì, nhưng chờ đến chân chính rét lạnh thời điểm, bọn họ mới phát hiện này cái gọi là ác mộng nơi, căn bản chính là bọn họ thiên đường. Ở điều kiện hữu hạn dưới tình huống, liền quan bên trong một gian nhà ở giường đất, là có thể ngủ hạ bảy tám cá nhân, mùa hạ nói, bên ngoài còn có thể buông hai trương giường gỗ, đại gia liền không cần tể ở bên nhau sợ nhiệt. Như vậy nhà ở, đối với có chút dân chạy nạn tới nói, kia quả thực so với bọn hắn quê nhà gạch một tường nhà tranh mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Có chút đã từng làm quan bị lưu đày nhìn đến như vậy nhà ở, đó là về sau bọn họ lưu đày kiếp sống nơi nương náo kích động đều bị rơi lệ. Ở bọn họ những người này trong mắt, sớm đã là trở về vô vọng, mặc dù lại không còn nửa năm đó vinh hoa phú quý, nhưng đã trải qua thời gian dài như vậy lưu đầy chi khổ, có như vậy một gian nơi ẩn nút, đã là bọn họ nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng bọn họ căn bản là không nghĩ tới, như vậy làm cho bọn họ hy vọng xa vời phòng ở, sẽ trở thành bọn họ về sau sinh hoạt địa phương như vậy lưu đầy, bọn họ còn có cái gì hảo không thỏa mãn. Một lần nữa làm người, buông quá khứ, tương lai hảo hảo sinh hoạt, đó là bọn họ duy nhất kỳ vọng. Cái bàn, băng ghế, giường đều có, chỉ là không có đệm chăn cùng nồi chén gáo bồn, bất quá trong thành mấy thứ này đều có đến bán, các ngươi nếu là thật sự không bạc, có thể trước tìm việc làm, có việc sau, liền có thể đi lạc thành tiệm tạp hóa trước nợ trướng đem yêu cầu đồ vật đều mua trở về, chờ đến phát tiền tiêu vặt thời điểm. Các ngươi thiếu lạc thành tiệm tạp hóa bạc, liền sẽ trực tiếp ở các ngươi tiền tiêu vặt trung khấu trừ, các ngươi chỉ cần đi tiêu trướng liền có thể. Mặt khác mỗi tháng mùng 1, đó là thu tiền thuê nhà thời điểm, bây giờ còn có 10 ngày qua liền tháng sau mùng 1. Này 10 ngày qua phòng phí có thể kéo dài đến tháng sau mùng 1 thời điểm cấp. Còn có, nếu là về sau trường kỳ tại đây lạc thành cắm rễ, chờ các ngươi có nhất định tồn bạc sau, còn có thể tại lạc thành mua chính mình thích sân, dù sao về sau chỉ cần là ở ta thành chủ phủ danh nghĩa làm việc, năm mãn một năm người, mua ta lạc thành sân, đều sẽ có rất lớn ưu đãi so với bên ngoài người tới mua. Các ngươi có thể tiết kiệm được một tuyệt bút tiền bạc. Hảo, ta muốn nói chính là này đó, các ngươi chính mình tìm nhà ở trụ hạ, lúc sau sẽ có người đăng ký các ngươi tên họ còn sẽ cho các ngươi xử lý lạc thành hộ tịch nguyện ý nhập lạc thành hộ tịch người lập tức có thể đi tiệm tạp hóa nợ đồ vật nhưng là muốn nhập lạc thành hộ tịch người cũng có tương ứng điều kiện lúc sau sẽ có người tới cấp các ngươi nói dứt lời ngu hào kiệt mang theo ngu lạc đó là rời đi lưu lại một đoàn ở hoang dã nơi phiêu bạc hồi lâu người hai mặt nhìn nhau quả thực không thể tin được này từ trên trời giáng xuống phú quý cứ như vậy nện ở bọn họ trên đầu một canh giờ trước bọn họ còn lo lắng về điểm này có dại thiêu quan sau nửa đêm sẽ đông ở ngoài thành nhưng một canh giờ sau bọn họ nhân sinh lại là một lần nữa bước lên tân con đường con đường này thượng có hy vọng quan có sống sót dũng khí còn có bọn họ đối ngày mai yên ổn sinh hoạt khát khao nhìn cha con hai người đi xa bóng dáng một đám người mới phần phật từ hạnh phúc trung phản ứng lại đây lập tức cầm lòng không đậu quỳ xuống một tảng lớn mọi người sôi nổi hàm chứa nhiệt lệ đối với cha con hai người đi xa thân ảnh chính là yên lặng dập đầu cảm tạ lên nghe phía sau ô lạp lạp một mảnh cảm kích thanh cha con hai người nhìn xuống không có quay đầu lại càng là nhanh hơn dưới chân nện bước ghé mắt nhìn lại chính mình phụ thân kia giơ lên khóe miệng ngu lạc đi theo nhịn không được nở rộ tươi cười Tiểu lạc, ngươi phát hiện không? Khi chúng ta có nhất định năng lực, có thể giúp được người khác thời điểm, không so đo hồi báo, cái loại này tâm tình căn bản không phải dùng tài phú có thể đổi lấy. Phải không? Chúng ta đây cha con có đồng cảm. Chỉ là này tiền đề, chúng ta không cần gây họa thượng thân, còn phải trước cố hảo tự mình, như vậy mới tính hoàn toàn chút được gánh nặng, thu hoạch này một phần không giống nhau tốt đẹp. Diệp giai mi y quán rộn ràng nhốn nháo loại địa phương này nhất thiêu tiền trừ bỏ phía trước cái kia đã phát sốt trẻ con hướng vội vào y quán sau người khác chỉ là đi ngang qua hy vọng xa vời nhìn thoáng qua chuyện gì xảy ra như thế nào khách đến tử lầu còn có tiệm tạp hóa sinh ý đều như vậy hảo liền duy độc ta y quán không ai thăm đâu dịp giai mi đứng ở y quán nội dùng sức duỗi dài cổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh nhìn này tiêu điều sinh ý, nàng dọn cả ngày dược tề, mệt đến eo đều mau thẳng không dậy nổi, giờ phút này đều bị mất mắt lấp đầy, nàng hoàn toàn không dự đoán được, nhiều người như vậy dũng mãnh vào trong thành, nàng khai cái trương sau liền không có sinh ý. Phu nhân, y quán loại địa phương này, không bạc người thật đúng là không dám tới, nếu không phải mau, chúng ta này đó bình thường dân chúng giống nhau đều là chính mình nhẫn nhẫn, căn bản sẽ không bỏ được đem dư lại không nhiều lắm bạc lấy tới mua thuốc lãng phí. Ngu hương hương đi theo dịp Gia mi bên người hầu hạ, cũng vài tháng, nàng thật sự hiểu biết nhà mình phu nhân tính tình. Tuy rằng nghe nói đã từng, bọn họ một nhà ba người ở hầu phủ chịu khổ bị tội không ít, nhưng gần gũi cùng dịp Gia mi tiếp xúc sau, nàng mới phát hiện dịp Gia mi trong xương cốt kiều khí cùng không biết nhân gian pháo hoa hồn nhiên, thật đúng là vô pháp thiết thân thể hội nghèo khổ nhân gia tâm lý vừa nghe ngu hương hương nói như vậy diệp giai mi tức khắc bắt đầu nhíu mày nghĩ lại lên ngươi nói không tồi cũng chưa bạc ăn cơm ngủ ai còn có bạc xem bệnh a à? nhưng nói như vậy bổn phu nhân y quán muốn tại đây hoang dã nơi một lần là nổi tiếng xem ra cần thiết đến làm điểm cái gì dứt lời diệp giai mi ấn huyệt thái dương tiếp tục suy tư lên phu nhân y thuật thật là lợi hại ta cũng chưa thấy qua có phu nhân như vậy lợi hại y thuật, này mấy tháng, những cái đó thương thế nghiêm trọng các huynh đệ, đều ở phu nhân thủ hạ nhanh chóng khôi phục, càng đừng nói trước kia động bất động liền phải chúng ta này đó bá tánh mệnh bệnh thương hàng, như vậy chứng bệnh. Phu nhân càng là hạ bút thành văn, hai ba thiên khiến cho chúng ta thuốc đến bệnh trừ. Liền phu nhân như vậy y thuật, phu nhân nếu nếu là đem thanh danh đánh ra, còn không biết bao nhiêu người mộ danh đi trước hoang dã tìm phu nhân xem bệnh đâu. Ngu hương hương dứt lời, dịp dai mi lập tức là đôi mắt sáng ngời. Đối. Hương hương ngươi nói không sai, phu nhân ta muốn đem thanh danh khai hỏa, vậy đến làm người tới cửa xem bệnh, chờ bọn họ nhìn khám biết được bổn phu nhân y thuật sau, bổn phu nhân y thuật còn sầu không thể nổi danh toàn bộ lạc thành sao. Mau, đi cấp bổn phu nhân lấy một trương đại giấy tuyên thành tới, bổn phu nhân muốn viết bố cáo. Tấu chương xong. Chương 304 trưởng thành cấp bổn phu nhân đương con rể. Vừa nghe nhà mình phu nhân muốn viết bố cáo, lại vừa thấy nhà mình phu nhân kia cùng tim máu gà bộ dáng, ngu hương hương khóe miệng rung lên, phu nhân, không bằng, không bằng tìm cá nhân viết thay như thế nào. Phu nhân, phu nhân tự. Ngu hương hương vào thành chủ phủ này mấy tháng, cũng bắt đầu học tập biết chữ, mỗi ngày buổi tối càng là khắc khổ không phải thỉnh minh đêm giáo nàng chính là tìm tính cách thực tốt trương hiểu lượng giáo nàng này mấy tháng xuống dưới nàng cũng nhận thức một hai trăm cái tự nhi nàng tự viết ra tới sau dịp giai mi cái này kiếp trước cao tài sinh bút lông tự còn muốn tốt hơn rất nhiều vừa nghe nhà mình phu nhân tâm huyết dân trào còn muốn viết bố cáo ngu hương hương không thể không mịt mờ nhắc nhở nói rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ nhà mình phu nhân mặc đến lúc đó ném đến bản thành đều biết huống hồ nàng cũng không nghĩ nhà mình phu nhân y thuật đã bị nhà mình phu nhân kia một tay khó có thể đập vào mắt chữ viết làm người hiểu lầm quả nhiên ngu hương hương thật cẩn thận dứt lời diệp giai mi lập tức lỗ tai cũng nhịn không được đỏ lên hảo hoa, hương hương không nghĩ tới ngươi cũng trêu ghẹo ngươi phu nhân ta bất quá nói đến cũng là ngươi phu nhân ta tự nếu là dùng để viết bố cáo nói dán ở ngoài cửa, khả năng cũng không vài người tin tưởng ngươi phu nhân y thuật của ta, thôi, ngươi đi đem minh đêm kia tiểu tử kêu tới, kia tiểu tử tự nhưng thật ra không đến bắt bẻ. Hảo, ta đây lập tức liền đi. Minh đêm được đến tin tức, đi vào y quán, cung kính đối với dịp giai mi ôm quyền chính là thi lễ, phu nhân. Tiểu Minh đêm mau tới, giúp phu nhân ta viết một trương bố cáo, nội dung liền viết tân thành khai thành đại bán hạ giá, y quán chữa bệnh từ thiện nửa tháng, mỗi ngày chỉ hạn tiền 10 người. Sau đó đem chữa bệnh từ thiện bắt đầu thời gian cùng thời hạn cuối cùng viết ở cuối cùng, liền thu phục. Minh đêm Phu nhân thật sự nội dung quan trọng khám. Này dược liệu trân quý, thả vận nhập hoang dã nơi cũng rất nhiều khó khăn, nếu là chữa bệnh từ thiện nói. Vừa nghe Minh đêm hoài nghi quyết định của chính mình, Diệp Gia Mi trên mặt hưng phấn lập tức tán lui, đó là bất mãn trừng hướng trước mắt đẹp thiếu niên. Không có việc gì, điểm này dược liệu, người phu nhân ta còn bồi đến khởi, huống hồ phu nhân ta chỉ cấp người không có tiền trị bệnh chữa bệnh từ thiện, trước mắt mới thôi chúng ta này Lạc Thành, tự hồ cũng không có gì đại phú đại quý người tới, cấp những cái đó nghèo khổ người xem bệnh, cũng toàn cho là làm tốt chuyện này. Một chút dược liệu mà thôi càng là không có gì hảo so đo. Nói giỡn, nàng chính là dính nữ nhi hệ thống quan, kia bệnh viện dược phòng dược, lấy không hết dùng không cạn, liền tính muốn khai trung dược, kia nàng nữ nhi hệ thống trên kệ để hàng, kém cái gì mua cái gì, quả thực không cần quá phương tiện. Đến nỗi bạc sự tình, nàng càng không cần lo lắng, chờ nàng này y thuật, đem thanh danh tạo lên, về sau tùy tiện tóm được một kẻ có tiền chủ, hung hăng tể một đao, liền đủ cấp rất nhiều nghèo khổ người trảo rất nhiều dược. Nàng tuy rằng phá của, kia cũng là vì chính mình có cái kia tư bản bại, đừng nói nàng dịp dai mi để ý điểm này bạc liền tính nhà nàng cái kia tiểu bà quản gia ngu lạc cũng sẽ không để ý. Cũng là, phu nhân cùng tỷ tỷ còn có lão gia đều là thiện tâm, khi minh đêm thế phu nhân cống hiến sức lực. Minh đêm nhất ngoan, như vậy ngoan, trưởng thành cấp bổn phu nhân đương con rể phu nhân. Diệp Giai Mi một cao hứng, nói cái gì đều dám buộc miệng thốt ra, chỉ là nàng căn bản liền không phát hiện minh đêm kia ửng đỏ bên tai, còn có hơi hơi dơ lên khóe môi. Nhưng một bên ngu hương hương đều có chút nghe không nổi nữa, vội vàng ra tiếng liền muốn ngăn lại. Tuy rằng Minh đêm đứa nhỏ này thật sự thật ngoan ngoãn còn tiến tới, nhưng Minh đêm còn như vậy tiểu, còn so ngu lạc tiểu tốt nhất vài tuổi, nàng cũng không biết nhà bọn họ phu nhân trò đùa này sao có thể lung tung khai đâu nói nữa nếu là này minh đêm thật sự tiểu thư lại là vô tình nói về sau nhưng sao chỉnh a a gia đừng đại kinh tiểu quái bổn phu nhân chỉ đùa một chút mà thôi minh đêm vẫn là hài tử đâu cũng sẽ không thật sự nhìn ngu hương hương nóng nảy dịp giai mi lại là không thèm quan tâm vẫy vẫy tay chính là trấn an đến nàng Ngu hương hương nghe vậy, lắc lắc đầu, chính là phu nhân, tiểu thư đều đã có thể làm mai, ngươi lời này nếu là làm tiểu thư nghe được, tiểu thư định là sẽ cùng ngươi cấp. Ai da, tiểu thư nhà ngươi mới không phải ngươi này của kỹ người, nàng sẽ không, nàng biết ta là nói giỡn. Phu nhân, bố cáo viết hảo, phu nhân ngươi thỉnh xem qua, xem như thế được không? Một bên minh đêm, đã sớm huy bút sái mặt, dựa theo dịp giai mi yêu cầu, thực mau liền đem bố cáo viết ra tới. Hai người nghe vậy, vội vàng thấu đi lên. Đập vào mắt Minh Nguyệt chữ viết cứng cáp hữu lực, như thế bản lĩnh, hoàn toàn không giống như là mấy năm không đề qua bút hài tử sở làm, xem đến dịp giai mi nhịn không được một trận khen. Chuyện này giao cho tiểu Minh đêm, quả nhiên là không sai, xem này chữ viết thật tốt a à, nếu là bổn phu nhân có thể viết thành như vậy, cũng không được cho các ngươi đều chê cười. Phu nhân nếu là nguyện ý, chỉ cần ngày sau cần thêm luyện tập, giống nhau có thể. Ngu hương hương đầy mặt sùng bái mà nhìn minh đêm, cũng không quên cấp dịp dai mi cố lên cổ vũ. Bố cáo một dáng đi ra ngoài, những cái đó dàn xếp hảo sau, đi ra ngoài tìm tìm tiệm tạp hóa các bá tánh, lập tức bị này bố cáo cấp toàn bộ hấp dẫn qua đi. Ai nha, này lạc thành thật đúng là hảo, cư nhiên còn chữa bệnh từ thiện, còn đưa dược về sau chúng ta tại đây lạc thành đừng nói ngóng trông đi trở về, chẳng sợ liền tính sinh hoạt cả đời, cuộc sống này cũng không thể so trong nhà kém. Mọi người, nhà của chúng ta dịp đại phu nói, này bố cáo ngày mai khởi hữu hiệu, hôm nay các ngươi có bệnh tất cả đều có thể tìm chúng ta gia dịp đại phu miễn phí xem bệnh, miễn phí bốc thuốc, ngày mai bắt đầu, tới trước trước xem, mỗi ngày chữa bệnh từ thiện xong 10 người, đó là phải cho tiền khám bệnh cùng dược tiền. Ngu hương hương thấy y quán cửa vây đầy người, không màn trên mặt dọa người vết sẹo, đó là đứng ở cửa thông tri đại gia. Mọi người vừa nghe, còn có chuyện tốt như vậy nhi, sôi nổi toàn bộ dũng mãnh vào y quán, cũng căn bản không ai để ý ngu hương hương trên mặt vết sẹo. Hôm nay đi theo dịp giai mi ra tới, kỳ thật ngu hương hương nhiều ít có chút ca đảm cùng yếu đuối. Trên mặt thương, như cũ làm nàng tự ti, ngày thường nàng cũng rất ít ra cửa, cơ hồ đều ở thành chủ phủ làm việc nhi, trừ phi tất yếu, nàng ra cửa đều yêu cầu rất lớn dũng khí. Mà nay ngày, muốn đối mặt càng là xa lạ người, tiểu cô nương tự tôn, làm nàng bước ra này một bước, dùng 10 phần dũng khí. Mà Diệp Giai Mi làm sao không thấy ra tới nàng về điểm này tâm tư. Ở Diệp Giai Mi xem ra, Ngu Hương Hương cũng cần thiết muốn bước ra này một bước, mới có thể ở tương lai nhật tử, thản nhiên đối mặt nữ tử xem bệnh, nhưng thật ra hiếm thấy, tại hạ hành tẩu giang hồ nhiều năm, trên người vô số thương nhưng thật ra chẳng có gì lạ, chỉ là tại hạ gần nhất hạ bụng, thường xuyên ẩn ẩn làm đau, rất nhiều đại phu nhìn, chẩn bệnh vì viêm ruột thừa tấp điểm dược ăn, ngày đó thấy hiệu quả, xong việc giống nhau tái phạm. Vừa tiến đến, một cái tay cầm trường kiếm nam nhân, liền đẩy ra mọi người, ngân ngang ngồi ở xem bệnh ghế thượng ngữ khí hơi mang kinh cuồng. Còn có chút ngạo mạng nói, tự hồ ở hắn trong mắt, giống dịp gia mi như vậy phụ nhân xem bệnh, cũng sẽ không có bao lớn tác dụng. Tấu chương xong, chương ba trăm linh năm cắt còn có thể mạng sống sao? Dù sao hôm nay, hắn cũng là ôm chữa bệnh từ thiện không thu tiền tiện nghi, mới đi vào tới, kỳ thật điểm này đau đớn, hắn vẫn là có thể nhẫn. Nhìn nam nhân như thế bá đạo, dịp gia mi cũng không cùng nàng so đo. Kỳ thật Diệp Giai Mi nhưng thật ra càng hy vọng, nhiều cấp giang hồ người nhìn xem, như vậy này đó giang hồ người, là có thể đem nàng y thuật truyền ra hoang dã nơi, đến lúc đó những cái đó có tiền người, còn không được phủng bó lớn bó lớn bạc tới tìm nàng. Tưởng tượng đến đây, Diệp Giai Mi thực mau đầu nhập vào đại phu nhân vật, lập tức cấp nam nhân bắt mạch, liền nàng kia không đứng đắn ái vui cười trên mặt, cũng túc một vài phần. Thật là viêm ruột thừa, Bất quá người này thuộc về mạng tính, còn có một loại kêu cấp tính, nếu là phát tác lên, liền tính ngươi là người tập võ, cũng có thể đau đến ngươi đi sống lại. Bất quá mạng tính viêm ruột thừa, giống nhau dùng một ít dược tề là có thể giảm bớt, nhưng này đến xem người bệnh bản nhân thân thể đối dược hiệu hấp thu trình độ như thế nào, nếu là thân thể chứng viêm, có thể theo dược hiệu biến mất, nhưng thật ra có thể thời gian dài giảm đau, nhưng là dược nếu là không có hiệu quả đó là thường xuyên phát tác. Nếu là ngươi muốn nhất lao vĩnh giật, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể làm nó vĩnh viễn sẽ không lại ngươi. Viêm ruột thừa, xem tên đoán nghĩa đó là viêm ruột thừa, mà Diệp gia Mi cũng không nghĩ tới, đêm nay chữa bệnh từ thiện này N từ đầu, liền phải động đao. Hảo chờ mong giải phẫu, lâu lắm không cầm dao giải phẫu nàng, đã sớm tâm ngứa khó nhịn, ngoại khoa mới là nàng nhất am hiểu cùng nhịp ái đồ vật. Nàng cũng không nghĩ tới đêm nay vận khí tốt như vậy, gần nhất liền gặp được một cái đến viêm ruột thừa. Vừa nghe Diệp Gia Mi lời này, nam nhân không thể nghi ngờ tin nàng, liền trên mặt hắn hơi hơi kinh ngạc, đó là có thể thấy được tới. Ngươi cũng nói như vậy. Xem ra, ngươi này phụ nhân y thuật cũng là có thể, như thế cùng phía trước mấy cái đại phu nói không mưu mà hợp, bất quá kia mấy cái đại phu nói cùng ngươi có một chút không giống nhau. Nhìn nam nhân như vậy phản ứng, dịp gia mi hơi câu khóe môi, thân thể thả lỏng liền hướng tới lưng ghế thượng thích ý lại gần đi xuống, một bộ sớm đã dự đoán được, mỉm cười nhìn về phía nam tử. Những cái đó đại phu có phải hay không cùng ngươi nói, ngươi này may mắn không phải kịp thời phát tác. Nếu là kịp thời phát tác, chẳng những đau đến ngươi khó có thể chịu đựng, còn căn bản không có biện pháp giúp ngươi trị liệu, nói không chừng còn sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh ngươi như thế nào biết. Cái này, người nam nhân này là hoàn toàn bị Diệp Gia Mi nói cấp chấn kinh rồi, có thể nói Diệp Gia Mi nói, cơ hồ cùng kia mấy cái đại phu trùng hợp, thậm chí không kém một chữ. Bổn còn có chút không tin một cái nữ tác nhân gia có thể xem bệnh nam nhân, giờ phút này lại xem Diệp Gia Mi ánh mắt, kia càng là ẩn ẩn nhiều vài phần sùng bái. A, à, bởi vì ngươi loại này chứng bệnh, bổn đại phu còn chưa gặp qua có đại phu có thể dựa vài cộng thảo dược là có thể trị liệu hảo cái loại này tức thời phát tác. Đúng vậy, khi mấy cái đại phu cũng nói, này thiên hạ căn bản không có đại phu có thể trị liệu, chẳng lẽ ngươi liền có thể. Diệp Giai Mi kia tự tin thông dong tươi cười, đột nhiên làm nam nhân mong đợi lên, mà nhìn nam nhân vừa mới còn hơi mang vài phần bội phục thần sắc, dần dần biến thành nghi ngờ, này nhưng làm Diệp Giai Mi liền không phục. Đương nhiên, hơn nữa bổn đại phu còn phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi này viêm ruột thừa nếu là không xử lý, tương lai sớm muộn gì còn sẽ tùy thời phát tác, phát tác kịp thời, thậm chí còn sẽ nguy hiểm cho ngươi tánh mạng. Diệp Giai Mi dứt lời, cái này nam nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi cũng, cũng nói như vậy. Có hai cái đại phu gan lớn, cũng là cùng ta nói như vậy, nhưng bọn họ căn bản là không có cách nào, đại phu, ngươi, ngươi có biện pháp sao? Lần này, nam nhân hoàn toàn luống cuốn, tuy rằng hiện tại hắn còn không có phát tác, nhưng là lâu lâu tới một lần, hắn đã sợ hãi. Ai làm dịp giai mi toàn nói trúng rồi đâu? Liền ở nam nhân dứt lời khoảnh khắc, phía sau những cái đó chờ đợi chữa bệnh từ thiện bá tánh, cũng sôi nổi đều hướng tới dịp giai mi xem ra. Mà khi nhìn dịp giai mi kia trương vẫn còn phong vận Mỹ diễm động lòng người mặt khi, những người này không khỏi lại sôi nổi yên lặng ở trong lòng tiếc hận. Cứ như vậy đẹp nữ nhân, mặc dù là cái đại phu, nhưng bọn hắn cũng không tin, một cái như thế nữ nhân, khi y thuật có thể so sánh những cái đó lấy như thế chứng bệnh bó tay không biện pháp đại phu còn lợi hại. Bọn họ càng là cho rằng, dịp giai mi nàng nhiều lắm chính là nhìn xem hoặc là bệnh thương hàng linh tinh tiểu bệnh thôi, những cái đó sở hữu đại phu cũng chưa triệt chứng bệnh, Liền Nam đại phu cũng chưa triệt, nàng Diệp giai mi một nữ nhân càng là không có khả năng có biện pháp, bọn họ tiếc hận chính là Người nam nhân này thế nhưng còn đem hy vọng ký thác ở như vậy một cái nữ đại phu trên người. Có thể, liền ở nam nhân cùng mọi người chờ mong tiếc hận lại tiếc núi trung, đã nhịn không được sôi nổi nghị luận lên khi, Diệp giai mi thanh âm nhàn nhạt nói, lại lập tức làm chỉnh gian nhà ở an tĩnh xuống dưới nam nhân càng là kích động, trong khoảnh khắc liền từ trên ghế trực tiếp đứng lên, duỗi tay liền muốn đi nắm dịp Giai mi tay. Chỉ là kia tay mới vừa vương đi một nửa, chợt đối diện thượng dịp Giai mi kia mỉm cười đôi mắt, hắn lại là phản ứng lại đây, tự hồ như vậy phi thường không ổn, bất đắc dĩ lại nhiệt tình nhi bắt tay rụt trở về, xin lỗi liên tục hướng tới dịp Giai mi ôm quyền, hảo hảo hảo, nếu là đại phu có thể giúp ta nhất lao vĩnh giật trị liệu hảo này bệnh khi tại hạ tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Yên tâm, tại hạ là người trong giang hồ, nhất giảng nghĩa khí, không nói chữa bệnh từ thiện, tại hạ nhất định đủ số dân lên tiền khám bệnh. Nhìn nam nhân kích động bộ dáng, dịp giai mi chậm rãi ngồi thẳng thân mình, đôi tay tùy ý đặt ở án trên bàn, giao điệp chơi đùa chính mình nón tay, con ngươi lại là như củ miễn cười nhìn kích động trung nam nhân. Nói hôm nay là chữa bệnh từ thiện đó chính là chữa bệnh từ thiện, bổn đại phu còn chưa tới cái loại này không nói tính dụng nông nổi, chỉ là ta trị liệu thủ đoạn, chính là không biết ngươi hay không có thể tiếp nhận rồi. Nghe vậy, nam tử tưởng tượng đến phía trước những cái đó đại phu lời nói, hắn không chút do dự liền lập tức gật đầu, kiên định nói, tiếp thu, khẳng định tiếp thu, ai làm đại phu ngươi là ta gặp được quá duy nhất hứa hẹn có thể giúp ta quyết tuyệt cái này chứng bệnh đại phu đâu. Nhìn nam nhân như thế kiên định, dịp dai mặt mày tươi cười càng sâu, mà chung quanh xem náo nhiệt bá tánh, cũng càng thêm chờ mong lên, dịp dai mi đến tột cùng phải dùng cái dạng gì biện pháp, tới cấp người nam nhân này trị liệu viêm ruột thừa. Tráng sĩ nếu là người trong giang hồ, kia bổn đại phu cũng bất hòa ngươi lãng phí thời gian, tin tưởng tráng sĩ cũng nhất định có thể có dũng khí tiếp thu đại phu, ngươi cứ việc nói đó là, chỉ cần không cho này viêm ruột thừa ngày sau muốn ta tánh mạng, ta nhất định hảo hảo phối hợp đại phu ngài. Cắt rớt nhiễm trùng kia tiệt ruột là được. Diệp Giai Mi thanh âm mềm nhẹ vang lên, nói ra nói, lại là làm nam nhân cùng hắn phía sau xem náo nhiệt bá tánh lập tức đại biến sắc mặt, an tĩnh sau hiện trường, bỗng nhiên lại một lần toàn trường ồ lên. Đại, đại phu ngươi, ngươi ở nói giỡn sao? này, này ruột như thế nào có thể cắt, cắt còn có thể mạng sống sao? Đại phu, ngươi, ngươi nên sẽ không không phải đại phu đi, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ nghe nói quá, có người sẽ cắt rất thân thể một bộ phận tới chữa bệnh, nói nữa đại phu ngươi không phải nói dẫn sao? Nếu là ruột đều cắt đứt, này, này, này phân còn không được lậu ở trong bụng. Tấu chương xong. Chương 306 hắn hối hận trong đám người, ca sợ sau, lập tức đó là có hoài nghi này phương pháp được không người. Mọi người ở đây đều còn ở một trận ồ lên khi, hắn kìm nén không được đưa ra chính mình nghi ngờ, còn nhịn không được phân tích tới rồi cắt đứt ruột thừa sau kết quả. Mà kia ghê tẩm lời nói vừa ra, lập tức chọc đến mọi người, chợt lại là một trận cười ha ha. Nhìn mọi người trên mặt cười nhạo, thậm chí bao gồm ngu hương hương cũng nhịn không được cười ra tiếng hình ảnh. Diệp Giai Mi lại không lắm để ý. Bọn họ không rõ, ta không trách bọn họ, nhưng ta có thể cho ngươi bảo đảm, đây là một cái tiểu phẫu thuật mà thôi, hoàn toàn không cần thiết lo lắng bọn họ trong miệng lời nói sự tình ở trên người của ngươi phát sinh. Ngươi không kiến thức quá, sơ nghe sợ hãi cùng mâu thuẫn cũng thật bình thường, nhưng ngươi có thể tại đây hoang dã nơi trụ hạ, chờ đến lần sau phát bệnh thời điểm, ta lại cho ngươi cắt liền có thể. Vốn dĩ mọi người đều đương náo nhiệt xem thời điểm, ai ngờ Diệp Gia Mi cũng không phản bác bọn họ, mà là nghiêm túc đôi mắt, chính là cùng nam tử nói. Diệp Gia Mi kia một bộ tâm vô bên thải bộ dáng, đột nhiên không cấm là làm những cái đó xem náo nhiệt mọi người, lại chút bắt đầu hoài nghi lên chính mình nhận tri, sôi nổi thu hồi sắc mặt, tiếp tục nhìn về phía nam nhân, tự hồ đều đang chờ nam nhân quyết định. Chính là lúc này nam nhân lại như là từ đám mây ngã vào đáy cốc vốn dĩ vẻ mặt chờ mong trên mặt nhưng ở dịp giai mi nói ra kia biện pháp thời điểm hắn lập tức bị thất vọng lấp đầy hai mắt một câu đều cũng không nói ra được thẳng đến dịp giai mi dứt lời tầm mắt lướt qua hắn con ngươi dừng ở hắn phía sau mặt khác mọi người trên mặt khi hắn rốt cuộc là phẫn nộ từ trên ghế đứng lên trực tiếp đại trưởng vỗ vào bàn thượng đó là tâm tức nhìn chỉ vào dịp giai mi ngươi cũng dám trêu chọc tiểu gia, mệt tiểu gia còn tưởng rằng gặp được thần y, không nghĩ tới ngươi nữ nhân này, thế nhưng là lấy tiểu gia tới chơi đùa. Ngươi muốn làm gì? Nếu là không xem bệnh, liền thỉnh đi ra ngoài, nhà của chúng ta dịp đại phu y thuật ngươi có thể hoài nghi, nhưng nhà của chúng ta dịp đại phu y giả nhân tâm lòng dạ, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi? Bao che cho con ngu hương hương, thượng một giây còn ở ngay ngô cười, mà khi nhìn nam nhân như thế đối diệp giai mi khi lập tức động thân mà ra liền bao che cho con giống nhau đứng ở diệp giai mi bên người mở ra hai tay liền đối nam nhân căm tức nhìn trở về hơn nữa cường thế phản bác nói nhìn như thế ngô hương hương diệp giai mi nhưng thật ra cảm thấy rất là vui mừng không uổng công các nàng gia đối nàng yêu thương một hồi a à, liền nàng như vậy còn giảng y đức này ở đây ai nghe nói quá các đức nhân gia ruột chữa bệnh Nàng không phải trêu chọc bổn tiểu gia, còn có thể là cái gì? Hảo đi, nếu ngươi không tin bổn đại phu y đức, kia hôm nay ngươi chữa bệnh từ thiện xem như kết thúc, lần sau nếu là lại muốn tìm bổn đại phu xem bệnh, tiền khám bệnh 10 lượng bạc, giải phẫu cắt tràng. Tính, xem ngươi cũng không giống nhiều có tiền chủ, liền trước định giá thu ngươi 300 lượng đó là, tiếp theo cái. 300 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? ba trăm lượng tiểu gia là điên rồi, đưa bạc cho ngươi không nói, còn làm ngươi cắt tiểu gia bạc. Nương, mau, có cái sản phụ muốn sinh, nương ngươi mau cấp nhìn xem, này sản phụ như là khó sinh dấu hiệu. Liền ở nam nhân chỉ vào dịp dai mi cái mũi còn ở kêu gào thời điểm, bỗng nhiên ngu lạc thanh âm, đánh gãy này một phòng khẩn trương không khí. Nghe tiếng mọi người động tác nhất trí ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, liền thấy một đám người vẽ mặt đưa đám, cấp vội vàng nâng một cái đại bụng bà, từ y quán ngoại chạy tiến vào. Diệp Giai Mi thấy thế, nơi nào còn có tâm tình để ý tới những người này, lập tức hướng tới sản phụ chạy qua đi. Sản phụ là bị ván cửa cấp nâng tiến vào, cùng nhau tới còn có sản phụ người nhà, nâng sản phụ tới, là thủ vệ lạc thành những cái đó các huynh đệ. Nhìn lạc thành thủ vệ đều tới, đi theo cùng nhau còn có thành chủ cùng thành chủ thiên kim, mọi người càng là động tác nhất trí vội vàng tránh ra nói, sôi nổi vọt đến một bên, cũng không dám nữa ồn ào. Mà nam nhân kia, lại là không thể tưởng tượng nhìn nhìn dịp dai mi, lại là nhìn nhìn đi theo cùng nhau tiến vào ngu hào kiệt. Bọn họ này nhóm người tiến vào thời điểm, là biết được ngu hào kiệt thân phận, mà hiện tại thành chủ nữ nhi cư nhiên kêu cái này nữ đại phu Việt nương, kia ý tứ chính là nói, cái này nữ đại phu là thành chủ phu nhân tưởng tượng đến cái này khả năng nam nhân đáy lòng tức khắc một trận hối hận hắn không phải hối hận đắc tội thành chủ phu nhân mà là hối hận chính mình có mắt không thấy thái sơn rốt cuộc một cái thành chủ phu nhân đảm đương đại phu sao có thể ăn nói bừa bãi dùng y thuật đảm đương cờ hiệu trêu chọc hắn một cái vô danh hạng người như thế càng là thuyết minh vừa mới thành chủ phu nhân lời nói tất cả đều là thật sự nàng thật sự có thể dùng chính mình phương pháp đem chính mình chứng bệnh xem trọng. Cái này ý thức, lập tức làm sững sờ ở tại chỗ nam nhân, càng là hận không thể lập tức trừ chính mình một cái miệng rộng tử. Mà bên này, Diệp gia Mi một phen kiểm tra, lập tức đã nhận ra không thích hợp nhi, vội vàng làm người đem sản phụ nâng vào đã sớm chuẩn bị tốt nhà ở trung, mà những cái đó người nhà, lại toàn bộ bị cách trở ở bên ngoài. a à, đúng rồi ta nhớ ra rồi, Đí trước ta có cái đường tẩu cũng là sinh hài tử, còn khó sinh, nhà của chúng ta Diệp Đại Phu vẫn là dùng nàng biện pháp, đem sản phụ bụng hoa khai, trực tiếp đem hài tử cấp lấy ra, thậm chí ta đường tẩu miệng cũng chỉ đau vài ngày sau, đó là khôi phục đến cùng người bình thường giống nhau. Ngu hương hương dứt lời, nhịn không được hướng tới nam nhân trắng liếc mắt một cái, ngươi không phải hoài nghi nhà của chúng ta đại phu y thuật sao. Hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo kiến thức một chút, nhà của chúng ta Diệp Đại Phu y thuật là như thế nào cao siêu, về sau ngươi muốn tìm nhà của chúng ta Diệp Đại Phu cho ngươi cắt ruột, ngươi liền trước đem bạc cấp chuẩn bị tốt đi. Hừ! Ngu Hương Hương dứt lời, vội vàng xoay người, đi căn nhà kia cửa chờ trứ, cũng không hề nhiều xem kia nam nhân liếc mắt một cái. Mà nàng này một phen lời nói, lại là trực tiếp làm nam nhân khẽ nhếch miệng, tiếp tục không thể tưởng tượng sững sờ ở tại chỗ cắt một đoạn ruột cùng phá vỡ sản phụ bụng lấy ra hài tử so sánh với, càng là làm nam nhân chấn kinh rồi chính hắn nhận tri. Chỉ là, trên đời này, thật sự có như vậy lợi hại người sao? Nam nhân càng nghĩ càng không thể tưởng tượng, mà ở hắn bên người, những cái đó đồng dạng nghe được ngu hương hương lời nói các bá tánh, lại một trận ồ lên. Sản phụ cung khẩu toàn bộ khai hỏa, nhưng là thai vị bất chính, phát tác thời gian dài bao lâu. Diệp Giai Mi kiểm tra xong sản phụ, cấp vội vàng đi ra, tóm được sản phụ người nhà đó là dò hỏi. Hai, hai cái canh giờ. Nước ối là khi nào phá, các ngươi chính là biết. Hôm nay, hôm nay buổi sáng, buổi sáng liền phá. Vừa nghe người nhà lời này, Diệp Giai Mi càng là nhịn không được một trận vô ngữ. Đều phá thời gian dài như vậy, hiển nhiên hài tử đã thiếu oxy. Nếu là tay không giúp sản phụ phù chính thai vị, thật sự quá mạo hiểm, các ngươi chính là tin tưởng ta. Tình huống hiện tại, muốn sao chỉ có thể giữ được một cái, muốn sao chính là trực tiếp hoa khai sản phụ bụng lấy ra hài tử, nói như vậy, có khả năng hai cái đều có thể giữ được, nhưng sản phụ vẫn là sẽ thừa nhận nhất định nguy hiểm, các ngươi lập tức làm ra quyết định, không thể chậm trễ nữa. Tấu chương xong chương 307 ta có thể đem bọn họ quăng ra ngoài sao? Đại phu, ngươi, ngươi nói có phải hay không bảo đại bảo tiểu? Người nhà trung, một cái lão nhân lập tức bật thốt lên hỏi, dịp giai mi lập tức gật gật đầu, nếu là dựa theo bình thường phương thức, chính là cái này, nếu là dựa theo ta nói, hoa khai bụng lấy hài tử, hai cái đều có thể sống. Đại phu, ngươi, ngươi vui đùa cái gì vậy, nếu là đào lên bụng, sao có thể hai cái đều sống đại phu ta chỉ cần ta tức phụ ngươi đừng đào lên nàng bụng đại phu cầu ngươi cứu ta tức phụ ta chỉ cần tức phụ một cái trung niên nam nhân nghe dịp gia mi nói đã sớm bị dọa đến hai đầu gối mềm nhũng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất duỗi tay liền muốn đi bắt dịp gia mi vạt áo mua hào kiệt một cái lắc mình vội vàng chắn nam nhân trước người mà một bên nhìn chính mình phụ thân lắc mình nhanh chóng động tác, ngu lạc có trong nháy mắt kinh ngạc. Nếu là chính mình phụ thân, không kinh công nói, sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Như vậy vừa mới phản ứng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, phụ thân hắn đã có nội lực cùng kinh công. Mà bên này ngu lạc bị phân tâm, người nhà bên này lại là đương trường liền xảo lên. Hoa bụng, hoa bụng. Lão nhị ngươi không nghe thấy đại phu nói, Hoa bụng có thể sống hai cái sao? Vậy Hoa bụng, đại ca ngươi gia đều cơ hờ, vết sạch, ngươi lại sinh hai cái khuê nữ, nhà chúng ta không thể cản phía sau a, nhất định phải giữ được tiểu nhân. Cha, ngươi chính là không nghĩ làm ta tức phụ việc, các bụng còn có thể mạng sống sao? Ngươi tránh ra, đây là ta tức phụ, ta không cần ngươi làm chủ. Nam nhân khóc đến có chút khục khịt, hướng tới lão nhân chính là hô lớn: mà bên cạnh một cái lão bà tử, lại là trực tiếp kéo lại Diệp Giai Mi tay, liền vội vàng nói, bảo tiểu, bảo tiểu, cái kia hoa bụng quá nguy hiểm, nếu là thương đến ta tôn tử nhưng làm sao bây giờ? Bảo tiểu, bảo tiểu, nếu là sinh không ra tôn tử tới, chúng ta cũng không nhan đi xuống thấy liệt tổ liệt tông. Nhìn những người này, lại ngẫm lại bên trong sản phụ, Diệp Giai Mi cảm thấy, chính mình hỏi những người này cũng là hỏi không, đơn giản ném ra lão thái bà, trực tiếp kêu lên ngu lạc, liền vào phòng. Tiểu lạc, cấp nương trợ thủ. Nhìn nhà mình mẫu thân, đã bắt đầu chuẩn bị thuật trước hết thảy công việc, còn phân phó chính mình, ngu lạc có chút lo lắng. Nương, xác định không trưng cầu người nhà ý nguyện. Liền bọn họ tiếp tục TR, anh cờ hờ gấp đi xuống, sản phụ cùng thai nhi một cái đều sống không được ta cũng không thời gian kia đi cùng bọn họ giải thích sinh mổ, trực tiếp giải phẫu, dù sao đây là cái tiểu phẫu thuật, hiện tại sản phụ có dưỡng khí nhưng hút, ta lãng phí thời gian kia, còn không bằng trước cấp sản phụ làm hạ toàn diện kiểm tra. Bảo đảm giải phẫu thuận lợi tiến hành. Nhưng kia vạn nhất có cái sơ suất đâu. Bọn họ còn không được tìm ngươi liều mạng. Đang chuẩn bị cấp sản phụ rút máu dịp dai mi trên tay động tác một đốn, ngoái đầu nhìn lại liền nhìn về phía ngu lạc, ta có thể chơi hoành, đem người cấp quan ra ngoài sao? Ngu lạc Đại tỷ, thừa dịp ngươi hiện tại không có đau, chính ngươi quyết định, ngươi có nghĩ cùng bọn nhỏ đều sống. Nằm ở trên giường bệnh sản phụ, cái trán đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, nghe được dịp dai mi nói, nàng không chút do dự liền cắn môi liên tục gật đầu, tự nhiên, tự nhiên ta muốn sống, cũng tưởng trong bụng hài tử đều sống nếu nếu là vạn bất đắc dĩ đại phu xin cho ta sống bởi vì bởi vì ta ta còn có hai cái nữ nhi nếu nếu là ta không ở không ở nói các nàng các nàng sẽ sẽ cơ hờ kết nghe sản phụ nói ngu lạc cái gì đều không tính toán nói thời đại này phú quý nhân gia đều còn trọng nam khinh nữ đâu huống chi là cũ kỹ bình thường bá tánh gia mà vừa mới kia lão thái bà cũng nói nhà bọn họ còn không có một cái tôn tử có thể nghĩ nếu là sản phụ đã cơ hờ ít lưu lại một đôi nữ nhi nói kia hai cái nữ hài tử tất nhiên nhật tử không hảo quá có lẽ đây là một cái bình thường đương mẫu thân người đều sẽ làm lựa chọn đi có này sản phụ nói giải phẫu tự nhiên là tiến hành diệp gia mi cũng không có thời gian đi làm cái gì thuộc trước hiệp nghị mẹ con hai người phối hợp rất khá sản phụ thân thể cũng coi như chấp vá không đến một canh giờ, sản phụ trong bụng hài tử liền sinh ra, hơn nữa vẫn là cái nam hài, chờ ngu lạc ôm hài tử ra tới khi. Một đám người nhà lập tức nhạt nở hoa. Cũng may sản phụ trượng phu còn biết đau lòng chính mình tức phụ, không thấy được sản phụ ra tới, hắn lo lắng đỏ mắt liền ngăn cản ngu lạc vội vàng dò hỏi. Miệng V kết TH Hương còn ở khâu lại trung, lần này nàng là bào bụng cho các ngươi gia sinh qua, có ta mẫu thân y thuật ở, nàng là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đại thương nguyên khí, nếu là còn tưởng tiếp tục sinh, tốt nhất là ở 3 năm sau, miệng vê th, gương hoàn toàn khôi phục, ngày thường hảo hảo điều dưỡng, mới sẽ không có nguy hiểm. Vừa nghe là đào lên bụng mới sinh qua, đừng nói này đó người nhà, nờ dê cay cả còn ở y quán xem náo nhiệt những người khác, cũng nghe đến đại biến sắc mặt. Trời à, này đại phu như thế nào như vậy chúng ta nói bảo tiểu nhân như thế nào trả lại cho ta con dâu hoa bụng trời ạ à, này nhưng có thương tích đến ta tiểu ngoan tôn không a à, kia dao nhỏ không bị vê ta cờ hờ tạm ta ngoan tôn tử đi lão thái bà hiếm lạ vô cùng vừa nghe ngu lạc nói liền cùng muốn nàng mệnh giống nhau còn vội vàng vén lên bao bị liền phải cho nàng tôn tử kiểm tra một bên lão nhân thấy thế cũng thấu tiếng lên Vương Thô ráp tay, đó là muốn hỗ trợ, trong miệng còn nhịn không được một trận hùng hùng hổ hổ, tất cả đều là đối diệp dai mi nhục mạ. Vừa nghe lời này ngu lạc cũng không thể nhịn, một cái tiếng lên, một phen đó là từ lão thái bà trong tay, xê cướp đi mở ra đến một nửa bao bị, lập tức liền nhét ở hài tử phụ thân trong tay, giận trừng hướng hai cái lão đông tây. Nhà các ngươi có núi vàng núi bạc kế thừa sao? Vì muốn cái tôn tử, liền hai cái cháu gái mẫu thân mệnh cũng không màng, nếu là nghe các ngươi, hiện tại ngươi hai cái cháu gái liền nương cũng chưa, con của ngươi cũng không có thê tử. Ta mẫu thân vất vả giúp các ngươi, các ngươi hai cái lão bất tử, còn không biết tốt xấu, mắng ta mẫu thân. Ha ha, quả nhiên con dâu không phải các ngươi sinh, ở các ngươi trong mắt chính là cái nối giỏi tông đường công cụ sao. Tình nguyện muốn một cái chưa từng gặp mặt tôn tử, cũng mặc kệ cho các ngươi sinh hai cái cháu gái, cùng các ngươi cả nhà lưu đầy con dâu. Các ngươi thật đúng là có thể, cút cho ta đi ra ngoài, đừng ở bổn tiểu thư trước mặt ngại người mắt, ngươi con dâu không khôi phục phía trước, không chuẩn tới chúng ta y quán. Ngu lạc cũng thật là hỏa đại, một hồi chửi rủa sau, đương trường đem hai cái lão đông tây mắng đến cãi lại dũng khí cũng chưa, sững sờ ở đương trường. Mà cuối cùng, căn bản không cần ngu lạc phân phó, ngu hào kiệt mạnh mẽ tiến lên kéo hai người liền đi ra y quán đem này ném ra y quán vừa thấy vẫn là thành chủ tự mình động thủ hai cái bị ném ở y quán ngoại lão đông tây vốn đang tưởng tiếp tục chửi rủa cũng học xong ngoan ngoãn tâm miệng không dám lại bước vào y quán nửa bước khá vậy không bỏ được trời đi y quán chán kết còn ở y quán ngoại không ngừng hướng trong nhìn xung quanh đem hài tử ôm vào đi đã nhiều ngày ngươi thê tử cùng hài tử đều trước lưu tại y quán trụ hạ, ngươi chỉ cần đi chuẩn bị một chút hài tử đồ vật liền có thể, chờ ngươi thê tử miệng VDTH, gương hoàn toàn khôi phục sau, lại rời đi. Tấu chương xong. Chương 308 chạy nhanh ôm đùi. Nhìn bị quăng ra ngoài hai cái lão nhân, nam nhân há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cảm kích hướng về phía ngu lạc chính là liên tục không lưng cảm tạ mang theo bên người hai cái chất phát nữ nhi, liền vào ngu lạc cho bọn hắn chuẩn bị phòng bệnh. Chờ này người một nhà đều rời đi sau, mà y quán trung lại là hoàn toàn nổ tung chảo, nhất không bình tĩnh đó là phía trước cái kia giang hồ nhân sĩ. Chờ hắn phản ứng lại đây, một cái lắc mình liền đem kia người bệnh ngồi ghế cấp chiếm, một mông ngồi ở trên ghế, một bộ đêm nay liền tại đây chờ không tính toán rời đi bộ dáng, làm cho những người khác càng là giận mà không dám nói gì nguyên lai like, này đại phu y thuật thật sự lợi hại như vậy đáng tiếc chính là không thể tận mắt nhìn thấy xem cái kia sản phụ trên bụng có phải hay không thật sự bị cắt mở một lỗ hổng hoài nghi người như cũ có mà đủ loại thêm ở bên nhau cái kia giang hồ nhân sĩ không bao giờ hoài nghi hồi tưởng một chút dịp giai mi thành chủ phu nhân thân phận hắn càng là tin tưởng dịp giai mi y thuật rốt cuộc ở hắn trong mắt dịp giai mi thành chủ phu nhân thân phận cũng không cần thiết dở trò bịp bợm, huống hồ hắn còn cùng Diệp Giai Mi không oán không thù, Diệp Giai Mi cũng không có khả năng hại hắn mới là. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nam nhân vạn phần hối hận, thừa Diệp Diệp Giai Mi còn không có ra tới, hắn chạy nhanh nhi yên lặng ở trong lòng đánh lên nghĩ sẵn trong đầu, nghĩ chờ lát nữa nên như thế nào, mới có vẻ chính mình thành ý mười phần xin lỗi. Chờ Diệp Giai Mi bận việc xong sở hữu trở ra khi, lập tức bị một phòng người cấp dọa tới rồi các ngươi như thế nào còn ở xem bệnh người chỉ tăng không giảm so với vừa mới nàng đi vào giải phẫu thời điểm còn nhiều hơn nữa lúc này đều giờ hợi mà những người này đều còn không tính toán rời đi nàng bỗng nhiên có điểm hối hận nói ẩu nói tả hôm nay toàn bộ chữa bệnh từ thiện muốn đem trong phòng này người đều xem quan nàng khẳng định đến bận việc đến nửa đêm thành chủ phu nhân phía trước là tại hạ có mắt không thấy thái sơn, là tại hạ mắt vụng về, tại hạ cũng là vạn phần hối hận hoài nghi thành chủ phu nhân ngài y thuật, thành chủ phu nhân ngươi xem, ngươi xem có thể hay không tiếp tục cấp tại hạ nhìn xem này viêm ruột thừa chi chứng. Tại hạ, tại hạ trên người chỉ có hơn 200 lượng bạc, thành chủ phu nhân có thể hay không người tốt làm tới cùng. Không thể. Diệp Giai Mi dứt lời, mọi người động tác nhất trí đem nàng vây quanh ở trung gian, cái kia giang hồ mọi người thấy thế, lập tức chen vào đám người, liền tới tới rồi dịp dai mi trước mặt, ông quyền cung kính thi lễ, trên mặt rốt cuộc không có phía trước kiêu ngạo cùng ngạo mạn chi sắc, hèn mọn thật sự. Nhưng hắn lời này vừa nói ra, vốn dĩ đều tính toán tiếp khám dịp dai mi, bỗng nhiên mở miệng trực tiếp cự tuyệt. Nàng ghét nhất chính là người tốt làm tới cùng những lời này người nam nhân này nếu là không nói những lời này, hơn 200 lượng bạc giải phẫu phí nàng cũng liền nhận lấy, nhưng hiện tại, nàng không nghĩ đương lạng người tốt. Không bạc liền đi trù, vừa mới bổn đại phu đã cho ngươi cơ hội, nếu là còn kém bạc, cũng có thể tại đây lạc thành đem bạc kiếm được, lại đến tìm bổn đại phu giải phẫu, hảo, ta còn muốn cấp mặt khác người bệnh xem bệnh, ngươi đi về trước đi. Dịp gia mi thái độ, làm nam nhân cũng không dám lại lỗ mãn, rốt cuộc hiện tại là có việc cầu người, hắn càng là muốn nghe lời nói, đừng lại tiếp tục chọc giận dịp giai mi. Nghe vậy, nam nhân xám xịt liền tính toán rời đi, mà nghe hai người đối thoại, ngu lạc lại là trong mắt cục cục chuyển động một chút, vội vàng theo đi ra ngoài. Ngươi tưởng giải phẫu, không có bạc có phải hay không? Nhìn bỗng nhiên ngăn đón chính mình đường đi ngu lạc, kia tuyệt mỹ đẹp dung nhang, làm nam nhân có một cái chớp mắt hoảng hốt đúng vậy tiểu thư vừa mới cũng là tại hạ mắt vụng về còn đối thành chủ phu nhân bất kính thành chủ phu nhân như vậy tại hạ cũng lý giải vậy ngươi có nghĩ một phân tiền đều không ra liền làm phẫu thuật vừa nghe còn có chuyện tốt như vậy nhi nam nhân ánh mắt lập tức liền sáng tiểu thư này đây là thật sự tuy rằng Tuy rằng ta biết tiểu thư là thành chủ phu nhân nữ nhi, nhưng... Đừng nhiều lời, xem ngươi cũng là hành tẩu giang hồ người, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi trên giang hồ phóng lời nói, ta lạc thành năm ngày sau tổ chức một hội luận võ đại tái, nếu là đoạt giải nhất giả, có thể đạt được bạc trắng vạn lượng khen thưởng, chỉ là dự thi người, mỗi người đến có 10 lượng bạc dự thi phí. Nếu là ngươi ở năm ngày trong vòng, lấy ngươi danh nghĩa, có thể gọi tới 100 người, ta chẳng những cho ngươi một ngàn lượng bạc trắng tiền trà nước, còn làm ta mẫu thân miễn phí cho ngươi xem khám, ngươi xem coi thế nào. Thật, thật sự. Tiểu thư lời này thật sự giữ lời. Nhìn nam nhân trong mắt hưng phấn, ngu lạc liền biết, chính mình cái này kế hoạch thành. Đương nhiên, ta là thành chủ nữ nhi, ta nói còn có thể làm bộ không thành. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta này lạc thành là cái tân thành, không hề có nhân khí, ta xem ngươi hành tẩu giang hồ khắp nơi phiêu bạc, nếu là ngươi có thể thuận lợi hoàn thành ta cho ngươi nhiệm vụ, có kia một ngàn lượng bạc. Về sau ngươi còn có thể tại ta lạc thành thuê tiếp theo gian mặt tiền cửa hiệu, làm điểm sinh ý, chẳng phải là càng tốt. Hơn nữa về sau ngươi đặt chân ở ta lạc thành, tương lai còn có thể kết bạn càng nhiều anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ không hảo sao? Vừa nghe ngu lạc đưa ra kiến nghị, nam nhân tâm động hắn khắp nơi phiêu bạc vì gia, lần này vốn là muốn đi phong thành đi dạo, xem có thể hay không tiếp điểm cái gì nhiệm vụ, rốt cuộc đi phong thành tìm phong thành người làm nhiệm vụ, giá cả là quý trời cao sự tình, không nhất định tất cả mọi người cho nổi giới. Mà bọn họ này đó đơn độc hành tẩu giang hồ người, cũng là dựa vào này đó bị phong thành từ bỏ nhiệm vụ sống qua, nếu là về sau kêu lên mấy cái trên đường huynh đệ, tới này lạc thành tiếp một ít giang hồ nhiệm vụ, chính mình cũng có thể có cái điểm dừng chân không nói còn có thể kiếm được bạc một ngàn lượng bạc so với hắn ngày thường tiếp nhiệm vụ cần phải nhiều rất nhiều hơn nữa này cũng một chút đều không mạo hiểm chỉ cần đi đem người tìm tới lạc thành chính là chuyện tốt như vậy nhi hắn như thế nào còn có thể do dự nói nữa nếu là có thể giúp được thành chủ thiên kim vội kia cũng coi như là ở thành chủ thiên kim trước mặt bán cái tình Tuy rằng hiện tại lạc thành so ra kém phong thành ở mấy quốc như vậy có danh tiếng đã có thể thành chủ phu nhân kia một tay y thuật hắn không hiện tại chạy nhanh như ôm đùi còn đãi khi nào nghĩ đến này nam nhân lập tức gật đầu nờ dê tay cả liền đồng ý đối với ngô lạc còn ôm quyền thi lễ như thế kia tại hạ liền đa tạ tiểu thư cấp này cơ hội tiểu thư tại hạ lập tức ra khỏi thành đem tin tức thả ra đi ngô lạc gật gật đầu thi đấu chỉ là luận võ nghệ, không cần nờ dê, cười cờ hờ, ghét, phóng tin tức thời điểm, đem điểm này hơn nữa, tin tưởng sẽ có càng nhiều anh hùng hào kiệt nóng lòng muốn thử. Hảo, tại hạ minh bạch, tiểu thư cáo từ. Nhìn theo nam nhân rời đi, ngu lạc về tới y quán, vừa thấy bị ngu hương hương tiếp đón đã xếp hàng mọi người, ngu lạc mang theo minh đêm, cho đại gia lấy ra ấm trà, viết thượng hào bài, làm cho bọn họ không cần tiếp tục đứng xếp hàng, có thể đi trên ghế ngồi chờ kêu tên xem bệnh liền có thể. Thành chủ thiên kim tự mình cho bọn hắn bưng tới nước ấm, một đám lưu lạc đến tận đây các bá tánh, kinh sợ lại một đám đã sớm vô cùng cảm kích. Đại đa số người cơ hồ không có gì bệnh, trừ bỏ tuổi già một chút có điểm lão niên bệnh ngoại, liền thừa một ít nữ tắc nhân gia, hoạn có một chút phụ nhân bệnh, lại có chính là dinh dưỡng bất lương, hoặc là khuyết thiếu vitamin chín đa số, còn có chính là phong hàng não nhiệt. Tấu chương xong. Chương 309 bọn họ cư nhiên cái thứ nhất trở về. Tuy rằng đều là tiểu bệnh, nhưng dịp giai mi khai căng tử tay đều khai mềm không nói, ngu lạc cùng ngu hào kiệt tự mình đi dược quầy tìm dược cũng tìm đến vất vả không thôi. Không quen biết thuốc Tây Minh đêm cùng ngu hương hương, cũng chỉ có thể đánh trợ thủ, hỗ trợ đóng gói năm người một vội, bận việc tới rồi nửa đêm giờ dần trung, mới đưa cuối cùng một cái người bệnh đưa ra y quán. Diệp Gia Mi đấm đánh bủn trũng vai cổ, mệt đến thẳng duỗi người, xem đến ngu hào kiệt một trận đau lòng. Ngươi không phải tâm ngứa khó nhịn sao? Làm ngươi còn nói ẩu nói tả, hôm nay này đó người bệnh đều nhìn, ngày mai chữa bệnh từ thiện cũng sẽ không có người tới tìm ngươi nhìn. Nghe ngu hào kiệt này rõ ràng đau lòng chính mình, lại còn nói trách cứ nói, trên tay càng là không dừng lại một giây còn tiếp tục tự cấp chính mình nhéo vai, dịp gia mi hạnh phúc cười cười. Vội điểm cũng đáng đến, ngày mai bọn họ không tới tìm ta cũng hảo, đêm nay bọn họ là có thể bắt được dược ăn vào, thân thể là có thể sớm một ngày bình phục, mà ta dịp gia mi y thuật có thể hữu dụng võ nơi, này liền đủ rồi. Nương, về sau không cần như vậy liều mạng, ta xem ngươi yêu cầu nhiều mang mấy cái đồ đệ ra tới về sau tiểu bệnh khiến cho đồ đệ thượng ngươi cũng sẽ không như vậy mệt mỏi phu nhân ta xem tiểu thư cái này đề nghị hảo bất quá nếu là muốn dạy đồ đệ nói minh đêm nhưng thật ra người rất cốt tuyển hắn học đồ vật quá nhanh thả tuổi cũng không lớn chờ vài năm sau xuất sư cũng còn đúng là phong hoa chính mộ tuổi tác ngu hương hương dứt lời tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn xem minh đêm minh đêm còn ở thu thập dược quầy mờ mịt ngước mắt liền nhìn về phía đại gia hắn kia trương non nớt kinh diễm khuôn mặt thượng mang mỹ đồng hắn ánh mắt thanh triệt lập tức khiến cho diệp dai giữa mày động đúng vậy hương hương cái này đề nghị hảo ta xem minh đêm cũng thích hợp học y hắn làm việc thực cẩn thận chu đáo nếu là không học y kia đều đáng tiếc minh đêm phu nhân ta nguyện ý Rõ ràng là đối với Diệp Giai Mi lời nói, Minh đêm đôi mắt, lại là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Diệp Giai Mi bên người ngu lạc, Diệp Giai Mi cao hứng liên tục gật đầu, lập tức liền phải ngu lạc lấy bạc, cho chính mình ngoan đồ đệ phong bao lì xì. Nương, cũng không vội với nhất thời, ngày khác tìm cái ngày hoàng đạo, ít nhất nước trà cũng muốn làm Minh đêm cho ngươi kính thượng một ly, này nhận sư lễ cũng mới tính một hồi sự sao, này hơn phân nửa đêm, cấp cái gì bao lì xì là 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 xem ta cấp cao hứng kia tiểu minh đêm chúng ta sớm một chút thu thập hảo hồi phủ đi nghỉ ngơi ngày mai này y quán ta xem vẫn là giờ tị lại khai đi bằng không khẳng định đến ngủ gà ngủ gật không ngại ta xem buổi chiều khai cũng đúng vốn dĩ ngươi cũng không trông cậy vào này y quán kiếm tiền ngu hào kiệt này đề nghị dịp giai mi vui vẻ tiếp nhận rồi thời gian dài như vậy không tự hạn chế sinh hoạt muốn cho nàng dậy sớm giường đích xác quá khó khăn. Hôm sau, Trương Hổ đoàn người còn không có trở về, liền chờ tới rồi lạc một bọn họ này một đội người đã trở lại. Nhìn đại mở ra cửa thành, còn có ở cửa thành đóng giữ các huynh đệ, lạc nhất đẳng người nhịn không được xoa xoa đôi mắt, cảm giác chính mình hoa mắt. Đây là chúng ta lạc thành đi, như thế nào liên thành môn đều mở ra. Tự nhiên còn có người đi vào. Nhìn xếp hàng tiến vào lạc thành những người đó, lạc nhị nhịn không được kinh hô. Không phải lạc thành còn có thể là nào. Xem ra chúng ta mới rời đi không mấy ngày, tiểu thư bọn họ liền quyết định khai thành, nhưng thật ra không nghĩ tới, này hoang dã nơi người vẫn là không ít, những người này đều từ đâu tới đây à, thấy thế nào thủ cửa thành huynh đệ, đều không thu vào thành phí. Nếu là chúng ta lạc thành giống phong thành như vậy, một người vào thành lại cấp một lượng bạc tử. Về sau này lạc thành mỗi ngày dựa này vào thành phí, cũng là một bút xa xỉ thu vào A. Lạc tam dứt lời, lạc một nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này hoang dã nơi người, đại đa số đều là có chuyện xưa mới đến nơi này, trên người cũng không giàu có, cũng có lẽ tiểu thư bọn họ có chính mình suy tính, chúng ta tiên tiến thành đi gặp tiểu thư đi. Biết được lạc một bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại, ở y quán hỗ trợ ngu lạc, vội vàng chạy về thành chủ phủ. Mấy người vừa thấy ngu lạc, đó là quỳ một gối xuống đất muốn hành đại lễ, ngu lạc cánh tay vung lên, liền cho bọn hắn toàn bộ ngăn cản. Mọi người đều vất vả, không cần hành lễ, không nghĩ tới tam đội người, các ngươi nhưng thật ra trước hết gấp trở về, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trương hổ bọn họ đêm nay không đến nhất muộn ngày mai giữa trưa cũng nên tới rồi. Từ trạm kiểm soát đến này lạc thành, không sai biệt lắm một ngàn hơn dặm lộ, Ngu Lạc dùng kinh công đi đi dừng dừng đuổi một đêm, mà Trương Hổ bọn họ đi thời điểm, liền hoang dã này giai đoạn đó là hoa ba ngày thời gian, nhưng trở về thời điểm, đều là xe trống, tốc độ khẳng định là muốn mau thượng rất nhiều. Ngu Lạc phán đoán, nhất muộn cũng là ngày mai giữa trưa Trương Hổ bọn họ nên tới rồi, nhưng căn cứ Trương Hổ bọn họ tính tình, nhất định sẽ không ở trên đường nhiều ngừng lại. Khi xem ra tiểu thư ngươi đây là cùng Trương Hổ bọn họ liên hệ qua ta sau lại đi theo đi một chuyến đông phong quốc đi theo bọn họ cùng nhau đem vài thứ kia bán đi còn ký xuống hai cái đại đơn đặt hàng hiện tại trong đất các huynh đệ đã nhiều ngày đã bắt đầu ở chuẩn bị hóa chỉ chờ trương hổ bọn họ trở về là có thể trước vận một đám đi ra ngoài các ngươi thế nào ta xem lạc nhị cùng lạc năm kia trên mặt tươi cười đại khái phỏng đoán này dọc theo đường đi các ngươi hẳn là cũng là thực thuận lợi đi thuận lợi tiểu thư ngươi đoán được không sai. Chúng ta sở dĩ nhanh như vậy liền trở về A, đó là bởi vì chúng ta căn bản là còn không có ra hoang dã nơi, còn ở Tây Mạc Quốc Biên Cảnh Thượng, liền đem kia 10 xe hóa toàn bộ bán. Lạc nhị kích động nói, chạy nhanh nhi tiến đến ngu lạc trước mặt, liền đem này chuyện tốt cấp ngu lạc chia sẻ. Ngô lạc vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới lạc một bọn họ sẽ có như vậy vận khí. Vậy các ngươi nhưng thật ra vận khí thật sự hảo, bổn còn lo lắng các ngươi quá quan tạp thời điểm gặp được phiền toái, kia này hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Tiểu thư, này đó là bán những cái đó dưa hấu cùng cà chua bạc, tất cả đều là ngân phiếu, tổng cộng bán 4 vạn 3 nghìn nhiều hai, cà chua 8 xe cùng hai xe dưa hấu, giá cả so tiểu thư ngươi định giá cả đều cao, cà chua tính chính là hai lượng bạc một cân, dưa hấu là hai lượng 5 đồng bạc một cân. Lạc Mục lấy ra một xấp ngân phiếu, liền đưa cho Ngu Lạc, lại vừa nghe Lạc Mục lời này, Ngu Lạc đôi mắt đều trừng lớn. Thật là có của các ngươi, cư nhiên cùng trương hổ bọn họ định giá cả giống nhau, bọn họ ở Đông Phong Quốc cũng là như thế này mua, chỉ là dưa hấu cùng cà chua bán lẻ còn từng người bán một xe, như vậy nhưng thật ra hảo, về sau bọn họ tìm chúng ta đặt hàng nói, vậy tạm thời trước dựa theo cái này giá cả tới bán, nếu là đồ vật không nhiều lắm đến lúc đó nói không chừng còn có thể đề đề giới đều nghe tiểu thư an bài chúng ta gặp được người nọ cũng là xem chúng ta ở dùng cà chua xào trứng nấu mì sợi tới ăn một chút liền tâm động hắn nói nếu là cà chua hảo bán quay đầu lại lại đến lạc thành tìm chúng ta đặt hàng ngu lạc gật gật đầu mãn nhãn đều là vui mừng các ngươi cũng là vất vả này tàu xe mệt nhọc đi về trước nghỉ ngơi làm phòng bếp cho các ngươi làm điểm ăn ngon uống chút rượu giải giải lao trước ngủ một giấc, chờ bọn họ sau khi trở về, ta lại cho các ngươi phát tiền thưởng. Tấu chương xong. Chương 310 không ghen ghét là giả. Vừa nghe nhà mình tiểu thư còn phải cho bọn họ phát tiền thưởng, một đám tháo hán nhóm trên mặt cười đều mau ức chế không được. Hảo, chúng ta đây liền trước đa tạ tiểu thư. Trong phủ hiện giờ cũng có chuyên môn đầu bếp cùng gia đình, là từ gió bão nơi đó mặc tìm tới nam nhân đầu bếp hai cái gia đình ba cái kia hai cái đầu bếp trước kia cũng trải qua phòng bếp việt tuy rằng làm đồ ăn không hợp ngu lạc một nhà ba người khẩu vị nhưng trải qua như vậy mấy tháng ngu hào kịp dạy dỗ giống nhau cơm nhà đầu bếp cũng sẽ làm mà rơi nhất đẳng người đều là chính mình thị vệ tự nhiên ngày thường đều ở tại thành chủ phủ ngu lạc đi phòng bếp phân phó một chút đặc biệt dặn dò đầu bếp còn phải ôm thượng hai hồ rượu gạo, nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn sau, mới yên tâm rời đi thành chủ phủ. Mới vừa vừa ra thành chủ phủ, Ngu Lạc liền thấy được ngồi vận chuyển thang đá xe vận tải Ngu Gia nhị phòng, tam phòng gia, bạch gia, liễu gia, chư người nhà người, đầy mặt hưng phấn thấp nơi nhìn xung quanh, hướng tới thành chủ phủ phương hướng đi tới. Tiểu thư không phải ở đâu sao? Hảo, ta đi trở về, các ngươi chính mình đi tìm tiểu thư, đợi chút phải về cục đá sơn, liền đi thang đá tràng bên kia. Mang theo đoàn người lại đây thang đá tràng huynh đệ, vừa lúc nhìn đến ngu lạc từ thành chủ phủ đi ra, dặn dò mấy người sau, đó là rời đi. Mọi người nghe vậy, theo thang đá tràng huynh đệ tầm mắt nhìn lại, liền thấy ngu lạc một thân đạm lục sắc váy dài, ngoại xuyên tiểu áo cộc tay màu nguyệt bạch cẩm y, đầu đội màu xanh hồ nước vĩ thúy trâm cài, trân châu bộ diêu, ti lụa tiểu đầu hoa từ bậc thang đi xuống tới. Như thế một tá giả ngu lạc, thiếu chút nữa làm mấy người không dám nhận ra tới. Nếu không phải kia đẹp mặt mày như cũ là kia quen thuộc mặt mày, kia trên mặt hướng về phía bọn họ nhiệt tình thuộc lạc tươi cười là hướng về phía bọn họ mà đến, liền tính ngu lạc đi tới bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không dám tương nhận. Dũng tài thúc các ngươi như thế nào tới? Tới có chương gia chương viễn, Liễu gia liễu minh hạ, bạch gia bạch dậu, ngu gia nhị phòng ngu sơn hải, ngu sơn hà, ngu gia tam phòng ngu dũng tài cùng ngu dũng tuấn mấy người. Theo lý thuyết, này đó đều là ngu lạc muốn xưng hô một tiếng trưởng bối người, nhưng lúc này cả người dơ hề hề, đầu bù tóc rối mọi người, nhìn ngu lạc kinh hỉ mỉm cười triều bọn họ bước nhanh đi tới, mấy người lại là theo bản năng nhịn không được sôi nổi sau này lùi lại vài bước. Phải biết rằng, hơn nửa năm trước, Bọn họ còn một đường lưu đầy thời điểm, mọi người đều là không sai biệt lắm. Ngu lạc giống như bọn họ ăn mặc trách nát, 10 ngày nửa tháng thậm chí một tháng đều rửa mặt không được một lần, trên người lại dơ lại xuống, mà hiện tại ngu lạc, thỏa thỏa tiểu thư khuê các bộ dáng, nhưng bọn họ, như cũ như từ trước, chỉ là nhiều vài phần tự do cùng yên ổn, so với bọn họ trong tưởng tượng lưu đầy, tuy rằng hảo rất nhiều nhưng bọn họ cùng hiện tại ngu lạc một so, quả thực là nhân gian cùng địa ngục đối chiếu bản. Mọi người tầm mắt ở ngu lạc trên mặt từ kinh nghi lại đến nàng phía sau kia sở khí phái thành chủ phủ, một đám, tất cả đều là kinh ngạc. Ngu lạc theo bọn họ tầm mắt, nghi người về phía sau nhìn lại, mới phát hiện bọn họ cờ hờ kiếp sợ chính là này một tràng phủ đệ. Không bằng. Đại gia cùng nhau đi vào ngồi ngồi, ta nương ở y quán, ta làm người đi đem cha ta kêu trở về. Ngu lạc dứt lời, mấy người động tác nhất trí liên tục gật đầu, hận không thể lập tức vọt vào kia thành chủ phủ, xem cái đến tột cùng. Đi đem cha ta tìm trở về. Ngu lạc duỗi tay, tùy tiện ngăn cản một cái ăn mặc tuần tra phục nam tử, mỉm cười đối hắn nói, nam tử nghe vậy, ôm quyền cung kính thi lễ, hảo, tiểu nhân lập tức liền đi. Chờ kia tuần tra huynh đệ rời đi sau, Ngô Lạc hướng tới mấy người lại là nhiệt tình cười cười, đối bọn họ chạy nhanh như làm cái thỉnh thủ thế. Mà ở này trong nháy mắt gian, Ngô Lạc cũng thấy được bọn họ trên người bị than đá nhiễm hắc quần áo, đại khái cũng đoán được bọn họ ý đồ đến. Đi vào thành chủ phủ, Chương Viễn là gặp qua đại Việt đời, nhưng nhìn Ngô Lạc bọn họ hiện giờ trụ tòa nhà, vẫn là nhịn không được ở kia nhất quán vững vàng trên mặt, hơi hơi lộ ra không thể tưởng tượng bê viễu tê kình mà bạch dậu cái này đã từng tiểu huyện lệnh, còn có ngu gia nhị phòng hai huynh đệ cùng tam phòng hai anh em, kia bê kiểu tê tình càng là không chút nào che giấu khoa trương. Tại tiền viện phòng tiếp khách trung ngồi xuống, gia đình thực mau bưng tới tốt nhất nước trà cùng điểm tâm, còn có các loại mức cùng kẹo, mà mấy thứ này lập tức khiến cho mấy cái đại nam nhân cũng có chút cầm giữ không được. Lưu đầy hơn nửa trên đường thời gian, lại đến nơi đây sinh hoạt trong khoảng thời gian này, thêm ở bên nhau cũng không sai biệt lắm mau đến một năm, mà này gần một năm thời gian, bọn họ khi nào ăn qua mấy thứ này. Một ngụm nhàn nhạt hương khí trà hoa lại nhập khẩu, bạch dậu nhịn không được hít sâu một hơi, lại lần nữa mang trà lên chén, đã từng trên người thư hương nho nhã khí chất, ở theo này một mồm to nước trà đi xuống, biến bất lại không dư thừa mảy may. Ngu Sơn Hà nhìn những cái đó điểm tâm, cầm lấy một khối thật cẩn thận phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn thượng một cái miệng nhỏ, một miệng gian lập tức bị mềm sốt nải hương hương vị bao vây, này hương vị ăn ngon đến làm hắn nhắm lại mắt, vội vàng đem dư lại điểm tâm toàn bộ nhét vào trong miệng. Hiện tại cái này điểm, đại gia cũng đều là từ bên ngoài lại đây, làm ban ngày việc, tất nhiên là đói bụng, nhiều đi lấy chút điểm tâm tới, làm phòng bếp buổi tối lại nhiều chuẩn bị một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, đêm nay hảo chiêu đãi đại gia. Cốt tiểu thư, gia đình lui xuống, mấy người trên mặt tươi cười càng đậm. Muốn nói ghen ghét ngu lạc một nhà ba người hiện tại sinh hoạt, khẳng định đại gia trong lòng nhiều ít là có, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, hiện giờ ngu lạc cùng từ trước giống nhau, giống nhau đãi bọn họ. Tiểu lạc, tòa nhà này cũng là ngươi cắt cửu cửu cho các ngươi cái. Ngô Dũng Tuấn đã sớm đêm này phòng tiếp khách đánh giá một vòng, trong mắt hâm mộ chi sắc quá mức rõ ràng, không ngừng là hắn liền tính là gặp qua việc đời chương viễn bạch dậu, cũng nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán kinh ngạc cảm thán dịp giai mi nhà mẹ để người thực lực. Tòa nhà này vừa thấy chính là tân cái, nơi nơi đều là mới tinh, liền trong viện cây giống cũng không tính quá lớn, mà bọn họ trừ bỏ kinh hô dịp giai mi nhà mẹ để thực lực đồng thời, càng là kinh ngạc cảm thán dịp giai mi kia mấy cái nhà mẹ để huynh để bản lĩnh. Đúng vậy tiểu lạc, phía trước vẫn luôn trên mặt đất làm việc nhi, nhưng thật ra nghe nói bên này ngươi cắt cửu cửu cho ngươi vòng một tòa thành không có tới phía trước nhưng thật ra không biết này thành lại là như vậy đại kia trong thành nhà ở đều là kia một vạn nhiều các huynh đệ tới rồi sau mới cái lên sao nhìn qua vẫn là mới tin nhưng chúng ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này một tòa đại thành a quá ghê gớm ngu dũng tuấn dứt lời nhị phòng ngu sơn hà cũng theo sát kinh ngạc cảm thán nói hôm nay không tới bọn họ đối này trong truyền thuyết lạc thành còn dừng lại tại tưởng tượng chung bọn họ vẫn luôn cho rằng này lạc thành nhiều nhất chính là gạch một cục đá xây lên rốt cuộc tại đây hoang dã nơi muốn chặt cây cao lớn bó củi đều phải đi rất xa địa phương nhưng đến lúc này bọn họ mới phát hiện chính mình sai rồi kia soát vôi bạch tường phô đá phiến mặt đất đường phố thuần một sắc hắc ngói trường cục chạm trổ tuy không tính là nhưng so với kinh thành hảo chút đường phố nhìn qua còn sạch sẽ có tự tấu chương xong